Xin chào, tôi là Jesse Michael Roach. Tôi muốn chia sẻ các bạn về một cấp độ rất tuyệt vời của DCI mà chúng tôi vừa mới bắt đầu nghiên cứu nó. Và nó thật sự rất là tuyệt vời. Nó được gọi là cấp độ 2 nâng cao. Như các bạn đã biết, DCI đã có 12 cấp độ nền tảng và chúng tôi đã hoàn thành nó. Tạo ra những khóa học đó trong suốt 12 năm. Và bây giờ, chúng tôi đang triển khai 12 cấp độ nâng cao. Và những cấp độ này, giống như cách họ nói, là những cấp độ cao cấp. Những khóa học này sẽ đi sâu hơn, nâng cao hơn và vui hơn nữa. Và cấp độ 2 nâng cao này được gọi là cách đưa một giấc mơ vào thực tại. Chúng ta đều có một giấc mơ. Bạn và tôi, chúng ta đều có những điều mà chúng ta muốn thực hiện. Những điều mà chúng ta muốn làm, những giấc mơ mà chúng ta muốn có, và những giấc mơ đó tồn tại trong tâm trí của chúng ta. Và chúng không có thật. Chúng kiểu như những hồn ma hoặc những bóng ma. Chúng không có thật. Chúng chỉ là những điều chúng ta mơ ước và những điều chúng ta rất muốn xảy ra, đúng không nào? Bây giờ, liệu có một phương pháp nào mà chúng ta có thể học để nắm bắt một giấc mơ và sau đó biến nó thành một hiện thực hay không? Không phải sẽ rất vui nếu bạn có thể học về cách nắm giữ, nắm bắt một trong những giấc mơ trong tâm trí của chúng ta. Nó vẫn chưa là hiện thực. Nó chỉ là một ý tưởng, một cái gì đó tôi đang mơ, và bạn nắm lấy giấc mơ đó, và sau đó bạn ép buộc nó, đưa nó vào hiện thực. Tôi bạn biết nó thành hiện thực. Không phải sẽ rất tuyệt nếu có một hệ thống toàn diện giúp bạn làm điều này. Một hệ thống thật sự tốt đẹp chúng ta có thể học hỏi. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ tốt ở Đại học Princeton, một khóa học tên là Cách đưa một giấc mơ vào hiện thực. Họ không dạy chúng tôi ở Đại học Princeton, nhưng DCI có khóa học, và chúng tôi gọi đó là Cách biến ước mơ thành hiện thực. Cách biến nó thành hiện thực. Và nó đến từ một hệ thống rất cổ xưa, 1.500 năm tuổi. Và một trong những dịch giả tuyệt vời của chúng tôi dịch những cuốn sách cổ, Adam Andrade, anh ấy đã làm việc trong 6 năm cho cuốn sách đặc biệt này về các bước rất là hay, các kỹ thuật rất thực tế. Làm điều này, giấc mơ buộc phải biến thành hiện thực. Và tôi nghĩ, tôi ước gì tôi học được điều này cách đây 50 năm, thì cuộc sống của tôi sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều. Và tôi thực sự tự hào về toàn bộ đội ngũ của mình, toàn bộ đội ngũ DCI của chúng tôi, các nhóm của chúng tôi tìm ra trí tuệ cổ xưa này trên thế giới, các nhóm dịch nó. Và đây, lần đầu tiên sau hơn 1.000 năm, kỹ thuật này, cái bước đơn giản này, chỉ là những bước các bạn phải làm để nắm bắt một trong những giấc mơ của mình và đưa nó vào thế giới thực. Gắn nó vào thế giới thực. Và tôi nghĩ với toàn bộ ý tưởng này, chúng ta sẽ có một giấc mơ vui vẻ. Vì vậy, đầu tiên, chúng ta có một giấc mơ vui vẻ. Giống như chúng ta sẽ nói về kỹ thuật mơ giấc mơ của mình. Và ý tôi không phải là giấc mơ khi ngủ. Ý tôi là điều gì đó mà bạn muốn đạt được cho cuộc sống của mình. Và chúng tôi sẽ nói về kỹ thuật cho những giấc mơ ngọt ngào và giấc mơ mạnh mẽ. Và sau đó, chúng ta sẽ nói về kỹ thuật để biến từng phần toàn bộ giấc mơ, thế nào để nắm bắt từng phần của nó và đẩy từng phần đó của giấc mơ vào hiện thực. Và tôi chỉ nghĩ, tôi sẽ thành thật. Tôi đã hoàn thành phần bố cục của học này vào tối hôm qua. Tôi đã mất cả đêm. Tôi không ngủ được. Và tôi đã nói với vợ mình, anh xin lỗi, anh sẽ quay lại giường ngủ ngay khi anh có thể. Và cô ấy nói, ok, em hiểu. Em có thể thấy rằng anh đang có một ý tưởng gì đó. Em biết.
Và rồi tôi ra khỏi giường và tôi làm việc tới sáng. Và nó thật sự là một khóa học rất tuyệt vời. Tôi khuyến khích bạn tham gia. Nó sẽ cực kỳ tuyệt vời. Ok, hẹn gặp lại các bạn.